giờ mình sẽ ấy nước muối, ngâm cát sung vào nước muối, và nước muối mình sẽ cho còn có sả này, chanh, quất và ớt này. Đấy, các bạn thấy chưa? Là mình cho quất vào đây để khi mình ngâm để cho nó ra sành nhựa. Sung này mình vừa đi hái về này, trông rất tươi ngon này. Sung này sung nếp nha các bạn. Em mong các mẹ nói. Các bạn ơi, mình đã muối sung, sả ớt mình đã cắt được rất nhiều rồi nha. Okay. Như này có lẽ là đủ cho hai người ăn rồi. Đấy, mình tắt xong rồi mình sẽ ngâm nửa tiếng. Trong thời gian ngâm cái này mình sẽ đi thái sả ớt nha các bạn. Để cho mẹ. Hay lắm nên mình cho gì đó vừa ớt giờ đã được nửa tiếng rồi, mình sẽ vớt sung sang bên lau sạch rửa sung, và mình sẽ cho sung vào muối.
và sang phòng nước sạch. Mình sẽ cho hết chỗ sạch vào cái này. Sau đó mình sẽ cho chè. Các bạn anh thử mình nha, xem ngon không? Rất ngon các bạn, vừa giòn ngon, ăn được ngay. Đấy, muối này các bạn ăn xuống rất ngon mà vừa luôn, ăn được luôn. Mình kèm mình xả luôn này.
phở xung với xả. Mùi rất thơm và ngon. Cảm ơn các bạn đã dõi video của mình. Mình chào các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye.